nhộn nhịp, náo nhiệt, chật kín người và xe. Với nhiều màn hóa trang đặc sắc và các trang phục kỳ quái, những mảng trang trí ma miệng trở nên ít đáng sợ hơn trong tiếng nhạc sôi động ở phố đi bộ Bùi Viện trên địa bàn quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, nơi hàng ngàn người đổ về để tận hưởng không khí Halloween. Phố đi bộ Bùi Viện, hay còn được gọi là phố Tây Bùi Viện, là điểm đến quen thuộc của người dân thành phố Hồ Chí Minh mỗi dịp Halloween. Từ một tháng trước, các hàng quán ở đây đã được trang trí công phu kỳ quái. Đến tối 30 tháng 10 năm 2024, con phố vốn đã đông đúc lại càng náo nhiệt hơn khi nhiều gia đình đưa con nhỏ đến vui chơi, hóa trang thành những nhân vật đặc biệt. Halloween á, chị muốn cho hai bé nhà chị á, đi trải nghiệm hóa trang, rồi xem lễ hội là mọi người hóa trang như thế nào, cho bé được trải nghiệm là về màu sắc, về hóa trang, biết được cái lễ hội ta sẽ diễn ra như thế nào á. Nhưng mà chị cảm thấy là ở đây rất là hoành tráng, rất là vui, bé rất là thích luôn. Con phải hóa trang là một bằng người bằng ma. Hôm nay là một ngày rất là vui, con được lễ Halloween, con thấy vui vẻ và hạnh phúc. Với những người trẻ, phố Tây Bùi Viện trở thành điểm lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm không thể thiếu trong dịp này. Chị Nguyễn Thảo Phương đã đi từ tỉnh Đồng Nai lên thành phố Hồ Chí Minh để ghé thăm Bùi Viện sau khi xem một video trên TikTok. Hôm bữa mình có xem trên TikTok là có thấy là Bùi Viện đang có trang trí Halloween và có những cái mà rất là thú vị nên mình muốn trải nghiệm một đây chơi thử. Rất là nhộn nhịp, rất là thích luôn ấy mọi người, kiểu như thoải mái á. Vào ngày này, Bùi Viện cũng thu hút nhiều du khách nước ngoài ghé thăm. Các du khách đã bày tỏ sự bất ngờ và thích thú trước bầu không khí vô cùng đặc biệt của Halloween tại Việt Nam. I'm here with my wife. She's the first time here and she also enjoyed it. Then Halloween, we do not celebrate in Germany. Here in Vietnam, all the bars are decorated with Halloween stuff. In Germany, it's different. In Germany, we do not celebrate Halloween. The atmosphere is very nice. All the people are very friendly. Very international, yeah. Vietnamese people from all over the world. Yeah, we like it. Halloween tại phố đi bộ Bùi Viện dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 10. Người dân và du khách có thể ghé đến thăm và khám phá những màn hóa trang độc đáo cùng không gian trang trí ấn tượng tại đây. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 31 tháng 10, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta. Theo dự báo, khoảng chiều tối và đêm ngày 1 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2 đến cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến cấp 4. Trong đợt không khí lạnh này, ở miền Bắc, thời tiết ít thay đổi. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc phổ biến từ 18 đến 21 độ C, vùng núi 15 đến 18 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C. Tại các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 23 độ C. Trên biển, từ đêm ngày 1 tháng 11, ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, từ ngày 2 tháng 11, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8. Biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Ngày 5 tháng 11, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi một đợt không khí lạnh cường độ mạnh. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, từ ngày 5 tháng 11, nền nhiệt ở miền Bắc giảm sâu, trời chuyển rét diện rộng. Đây có thể là đợt rét diện rộng đầu tiên trong mùa đông năm nay. Trong đợt rét này, nhiệt độ ở miền Bắc giảm ít nhất 10 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ duy trì ở mức 17 đến 21 độ C. Tại Lạng Sơn, nhiệt độ ở mức 15 đến 20 độ C. Tại Cao Bằng, từ 16 đến 21 độ C. Ảnh hưởng của không khí lạnh không những gây rét ở miền Bắc mà còn gây mưa lớn ở miền Trung. Từ ngày 4 tháng 11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 31 tháng 10 năm 2024, ở vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, đã có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo ngày và đêm 31 tháng 10, do ảnh hưởng của siêu bão Corey, phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9 đến cấp 11, giật cấp 14. Biển động dữ dội, sóng cao 5 đến 7 mét.
Ngoài ra, vùng biển phía đông, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, ngày và đêm ngày 1 tháng 11, vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, đêm gió giảm dần. Đêm ngày 1 tháng 11 ở Vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8. Biển động, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực vừa nêu đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Trước đó, giới chức Đài Loan đã ban hành cảnh báo khi siêu bão Corey dự kiến sẽ đổ bộ dọc theo bờ biển phía đông Đài Loan vào ngày 31 tháng 10. Với sức gió giật gần 300 km một giờ, Corey đã mạnh lên thành siêu bão và dự kiến còn mạnh thêm trước khi đổ bộ Đài Đông ở Đài Loan. Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức kêu gọi người dân tránh xa vùng núi và bờ biển. Ngoài ra, cơ quan phòng vệ Đài Loan đã đặt khoảng 36.000 binh sĩ trong tình trạng sẵn sàng để ứng phó bão. Trước khi đổ bộ Đài Loan, bão Conray đã gây mưa to và gió mạnh ở một số tỉnh trên đảo Luzon của Philippines, khiến hàng ngàn người phải sơ tán. Trong báo cáo đưa ra, giới hữu trách Philippines cho hay số người chết do tác động kết hợp của bão Conray và bão Chami đã tăng lên 145 người và còn 37 người mất tích. Sáng 31 tháng 10 năm 2024, Thiếu tá Võ Doãn Dũng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ngư Thủy thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa sử dụng cano vận chuyển bệnh nhân ở vùng rốn lũ huyện Lệ Thủy đi cấp cứu. Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút đêm 30 tháng 10, ông Nguyễn Hữu Hán, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy đã đề nghị tổ công tác của Đồn Biên phòng Ngư Thủy sử dụng cano tiếp cận Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy để đưa nạn nhân lên tuyến trên cấp cứu. Sau khi nhận được thông tin, tổ công tác đã nhanh chóng cắt nước lũ đến bệnh viện nơi đang bị cô lập để đưa cụ ông 81 tuổi ở thôn Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy lên bệnh viện Hữu Nghị Cuba Đồng Hới tiếp tục cấp cứu và điều trị. Do nước lũ đang xuống, cano phải dừng lại ở vị trí cách điểm đậu xe chở bệnh nhân tại quốc lộ 1 khoảng 2 km. Từ đó, cán bộ chiến sĩ đơn vị phải lội nước, thay nhau cõng nạn nhân kịp thời đưa ra xe ô tô đưa đi cấp cứu. Được biết, trong ngày 30 tháng 10, tổ công tác của Đồn Biên phòng Ngư Thủy đã sử dụng cano vận chuyển 350 suất cơm, 200 thùng nước, 300 thùng mì tôm, 50 thùng lương khô, 80 thùng sữa, 100 cặp bánh chưng, 200 đèn pin của các tổ chức cá nhân đến rao cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy và nhân dân vùng lũ. Cập nhật tình hình chống lũ của bà con tại Quảng Bình, chiều 30 tháng 10, tỉnh đoàn Quảng Bình bàn giao máy bơm nước, góp phần hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Quảng Ninh. Theo anh Đặng Đại Bàng, Bí thư tỉnh đoàn Quảng Bình, trong ngày 31 tháng 10 và những ngày tới, các đội hình thanh niên tình nguyện đồng loạt ra quân để kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân, các trường học dọn dẹp vệ sinh ở huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh. Cũng trong ngày 30 tháng 10, công tác cứu trợ đã được triển khai ở huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh. Nhu yếu phẩm của các đoàn cứu trợ sẽ được tiếp nhận để vận chuyển vào tiếp tế cho người dân. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Thanh Niên, hiện tại bà con vùng lũ rất cần nước sạch. Rất nhiều người dân tại thị trấn Kiến Giang và các xã thuộc huyện Lệ Thủy rất mong được hỗ trợ nguồn nước uống để sinh hoạt do hệ thống nước sạch đã bị cắt nhiều ngày nay. Ông Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho rằng lúc này các địa phương phải sẵn sàng phương án điều phối thông tin, tiếp nhận cứu trợ với mục tiêu công khai, minh bạch, triển khai công tác khắc phục hậu quả, sớm ổn định tình hình sau thiên tai, sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ người dân, các trường học, trạm y tế, dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó. Đồng thời, ngành chức năng phải kịp thời triển khai công tác xử lý nước sinh hoạt vùng nông thôn, phòng chống dịch bệnh, sớm khắc phục, sửa chữa, bảo đảm hệ thống điện, thông tin liên lạc thông suốt, hướng dẫn người dân các kỹ năng sử dụng điện an toàn. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thời tiết tại các tỉnh thành bị ảnh hưởng sau bão số 6 trong các bản tin sau.